Cô ơi, ở trường học thì học sinh ngoan và học sinh hư có gì khác nhau ạ? Em hãy xem hết video này để thấy sự khác biệt nha. Và các bạn fan cũng hãy xem đến cuối video để đoán xem các bạn lớp học sinh quy là học sinh ngoan hay học sinh hư nha. Yes. Mình lại đi học sớm nhất lớp rồi. Cô phạt cho Mio đi ạ?
Romeo, em vừa nói gì cơ? Dạ cô ơi, không phải đâu ạ. Ý em là cô giáo em cười xinh xinh. Nope. Cô hay cười, mắt cô long lanh. Học sinh hư, lên phòng hiệu trưởng gặp tôi. Lên phòng hiệu trưởng gặp tôi. Cô minutes later. Cô đã có đây rồi. Vâng ạ. Các cậu cũng vậy nhá.
trò nghịch ngợm như tớ. Phải chăm chỉ học hành, yêu thầy mến bạn. Bọn tớ hứa kỳ sau sẽ trở thành học sinh ngoan. Yes. Wow, đáng yêu quá đi. Chú chuột hamster bé tí như thế này thì sống được bao lâu ở Tokyo? Câu hỏi này thì để tớ hỏi các bạn fan của kênh lớp học sinh nha. Các bạn ơi, đố các bạn biết tuổi thọ của một chú chuột hamster là bao nhiêu lâu? Các bạn hãy comment trả lời bên dưới video này nha. Yes. Các em ơi, hãy mau chóng bấm đăng ký kênh để channel lớp học CQ mau chóng đạt 100.000 sub nhé.